thì chắc là nó phải cả cân, củ ngắn cả cân thì nó mới top được lại to như này. Đấy, đây là cái mật của cái củ nhục ung dung. Cái mật đấy thì nó sẽ có vị ngọt, bởi vì ở trong cái củ nhục chào tất cả các bác anh chị. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục quay nói về nhục thung lung khô. Cái đợt này này là cái vụ nhục thung tươi ở bên kia là cái vụ này là nó kết thúc rồi. Cái mùa của 2023 đến mùa 2024 ấy, là nó kết thúc, nó hết rồi. Thì đến lúc này thì bắt đầu là ở bên kia là người ta đã sấy nhục thung lung khô vào những cái thời điểm tháng 2, tháng 3 ấy. Thì là cái loại này này. Đó, cái loại này là của cái mùa năm nay. Đấy, là của năm 2024. Khi mà người ta đào lên thì những cái củ ngắn bé quá thì nó hay là những cái củ mà nó ngắn mà người ta không vận chuyển được về kịp để đóng túi đấy, thì là người ta sẽ phải đem đi sấy khô, bởi vì là có thể ở trong cái lúc mà khi mà cái lên trên mặt đất ấy mà trời nó lạnh quá ấy, thì có thể là cái củ nhung dung nó sẽ bị thâm và nó xấu mã, người ta bắt buộc người ta phải sấy khô. Thì cái hàng này này thì là người ta sẽ sấy bằng cái gọi là nhiệt nóng đó, thì để giữ được cái mật của cái củ nhục ung dung. Đây ví dụ mọi người nhìn này, ở trên cái màn hình thì đây này có một cái góc này. Đấy, đây là cái mật của cái củ nhục ung dung. Cái mật đấy thì nó sẽ có vị ngọt, bởi vì ở trong cái củ nhục ung dung này nó có nước và nó sẽ cũng vẫn có đường đó, nhưng mà cái những cái hoạt chất của cái củ nhục ung dung này thì nó đều là những cái hoạt chất tốt và đặc biệt là tăng cường trí đó. Cái mùi của cái nhục thung thung mà khi mà người ta sấy xong này, này thì là nó sẽ có một cái mùi thơm, một cái mùi thơm, mùi thơm theo kiểu là nó giống như một cái mùi mọi người tưởng tượng là cái mùi vị thuốc bắc ấy, là nó sẽ thơm đúng như thế và nó còn thơm ngọt ngọt thôi. Nó cái mùi này nó rất là lạ. Và cái nhục ung dung khô này này thì là lần này em cũng đóng cái hàng ngắn hơn và lấy mua cái hàng ngắn hơn, bởi vì cái hàng dài thì thứ nhất là đóng lại hay là ấy trong quá trình vận chuyển ấy thì nó cũng sẽ khó khăn, thì em lấy cái hàng ngắn như này. Và cái trọng lượng của nó thì cũng rất là ấy, bởi vì là ví dụ như một cái củ mà em đang cầm trên tay đây này thì nó được khoảng tầm hơn 100g, thì cái củ của nó sẽ 7-8 lạng đấy, nó cũng là thuộc vào xếp vào cái hàng vip nhỏ nhỏ thôi đấy, hoặc là gần cân rồi đấy. Ủa đây này, như cái củ đây, củ này ấy, thì chắc là nó phải cả cân, củ ngắn cả cân thì nó mới top được lại to như này đấy. Khi mà cái loại này này thì mọi người ấy, ngắn như này này mọi người về cũng dễ vào bình. Em hôm trước thì em có một bình mà biết cái bình đấy đâu đó, cái bình đấy chắc là anh em ở trong nhà mọi người bán hết rồi đấy. Cái hàng này này thì là nó sẽ cho chúng ta một cái dễ ngâm, dễ làm bình và dễ ghép bình hơn, thì nó nhỏ, nó dễ làm đấy. Mọi người nhìn thấy nó không quá là dài, khi vào bình ấy thì nó nở ra cũng không quá là nhiều. Và cái nhục dung này này thì nếu mọi người ngâm ấy thì đang ngâm khoảng tầm 15 cho tới 20 hai vị, tùy gia giảm và tùy tình hình sức khỏe. Ai muốn ngâm như nào thì em có thể tư vấn cho mọi người về cái cách ngâm của cái nhục dung khô này. Bởi vì cái nhục dung khô này thì nó có một cái gì đấy mà nó mọi người có thể cảm thấy là nó sẽ không được ngon, không được thơm bằng hàng tươi, nhưng thực ra thì nó rất là tốt đấy. Của cái nhục dung khô này này thì nó cũng đơn giản thôi, ngâm như nhục dung tươi đó, chúng ta có thể ngâm các vị như kiểu là táo đỏ, thủy tử, a sen, quý dĩ, cam thảo, đường quy, di cá, sáo biển. Chúng ta ngâm thêm cá ngựa, sau đó là thêm một ít nhung hiêu khô, đẳng sâm, đan sâm và thêm một số vị như kiểu là nếu có lông cu ly cũng được, lan kim tuyến và thêm một số vị gọi là vị bổ khác đó, và cùng kết hợp cùng với nhung lung khô này thì uống và nó sẽ giúp giảm đau lưng, tăng cường sinh lý, và đặc biệt là nếu ai sử dụng đều ấy thì nó sẽ rất tốt cho về cái vấn đề sinh lý và cái vấn đề đau nhức mỏi xương khớp của người già trên 50 tuổi đó, rất là hay đó. Có rất là nhiều chú bác thì cũng khi mà trên 50 tuổi rồi thì
hoặc là 60 tuổi rồi thì dùng cái này vào thì nó sẽ giúp giảm đau nhức xương khớp. Đấy, đi lại vận động nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà mọi người dùng thế trên gọi là cơ chế đó là một ngày buổi tối uống từ 1 cho tới 2 ly, chứ không phải là cơ chế chúng ta uống nửa lít cho tới cả lít mọi người nhé. Đó, đây em có thể quay cho mọi người xem. Đây là một thùng mà của bên em về hôm nay. Thì em thì thực ra thì em về mấy thùng cơ, nhưng mà vì là trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ có những cái hàng khô này thì nó sẽ có thùng về trước, thùng về sau. Đó, thì cái loại này thì nó cũng rất là đẹp và hay. Nó cũng vẫn có những cái củ khá là dài. Đây, đây những cái củ này nó nhỏ, nó sẽ rất là dài. Nó không hẳn là có những cái nguyên những cái củ nhỏ nhưng mà củ ngắn nhưng mà nó dài, nó cũng không quá là dài đâu mọi người nhé. Đây, nó không không phải là dài. Đấy, trung bình như cái hàng này khi mà lên bình thì trông nó cũng rất là đẹp. Và cái hàng này này thì ở bên kia kìa là có một cái đặc điểm đó là nó không được ấy, đó là nó vẫn còn cát. Thì khi mà quý cô ba anh chị mua về thì mọi người có thể xịt qua rửa sạch đi. Hàng này thực ra nó rất là sạch, nhưng mà ở bên kia kìa vì cái điều kiện và cái thời tiết ấy, người ta rất là thiếu nước, người ta không có rửa, người ta chỉ có dùng cái chổi người ta quét sạch đi thôi. Cái này thì nó là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó, cái này em cũng muốn nhắc luôn mọi người. Đó, hoặc là nếu mọi người mua thì mọi người có thể bảo em thì em có thể làm sạch cho mọi người trước, sau đó em sẽ sấy khô lại và gửi cho mọi người. Đó, cái hàng này thì thật sự là nó luôn luôn đảm bảo, nhưng vì điều kiện ở bên kia là người ta không đầy đủ nước nên là chúng ta phải người ta không rửa thì người ta chỉ lau sạch đi, nhưng mà vì cái cát ấy, nó còn lọt vào trong những cái thớ vẩy này này thì là đến khi mà sấy khô thì nó sẽ mới xuất hiện ra. Đó, thì ví dụ như kiểu là cái hàng này này thì nói chung là em cũng nói khá là nhiều về cái nhục khung khô này rồi, nên là nếu mà ai có nhu cầu ấy, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại 0368980889 hoặc số điện thoại 0941632236. Đó, thì em sẽ tư vấn cho mọi người. Còn cái hàng nhục khô này thì cứ 1.600.000 một cân mọi người nhé, không phân biệt to bé. Đó, mọi người muốn lấy dài hay muốn lấy ngắn mọi người nhắn tin cho em sẽ chọn cho mọi người đẹp. Và hàng nhục khô này này thì không thơm, không ngon, không lấy tiền. Đó, còn đâu thì video em xin quay đây thôi. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc, những ngày cuối tuần thật sự hạnh phúc bên gia đình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.